Giải nghĩa Kinh Thánh Isaiah chương 14, sự giải thoát cho nhà nước Do Thái và số phận của vương quốc Giê-xu bị định đoạt. Khi đọc Kinh Thánh, đối với chúng ta có lẽ sách của tiên tri Isaiah là thú vị nhất và khó giải nghĩa nhất. Bởi những lời mà tiên tri Esai viết mang tính chất không những văn thơ, mà còn thí dụ và ẩn dụ nữa. Do vậy, không phải ai đọc sách này, về mặt chữ cũng có thể hiểu ngay được mà chúng ta cần phải suy ngẫm lời Chúa, so sánh, đối chiếu những gì tiên tri Esai viết với những sách của các tiên tri khác may ra chúng ta mới hiểu được phần nào ý nghĩa thực sự của lời tiên tri. Nếu chúng ta chỉ mới đọc sơ qua chưa hiểu hết ý nghĩa lời tiên tri, rồi hấp tấp đưa ra những nhận định mang tính chất cá nhân như các thần học gia La Mã đã viết và áp dụng vào Kinh Thánh Tân Ước thì chắc chắn sẽ có sự sai chật. Ý nghĩa lời tiên tri. Thoạt đọc tựa đề Kinh Thánh Esai 14 do La Mã tự diễn giải rồi ghi vào tựa đề, chúng ta cứ ngỡ rằng Kinh Thánh Esai chương 14 là đang nói về đế chế Babylon, nhưng thực ra không phải như vậy. Ý nghĩa thực sự lời tiên tri trên đó là sự giải thoát cho nhà nước Israel và sự trừng phạt mà Chúa dành cho nhân vật Lucifer, hay còn gọi là Satan, và vương quốc mà hắn đang cai trị, đó chính là đạo Cơ Đốc ngày hôm nay. Bởi ngay từ đầu tiên tri Esai đã nói với chúng ta rằng, hãy lấy Babylon ra làm thí dụ, Esai chương 14 câu 4. Vậy Kinh Thánh Esai 14 ứng nghiệm cho ai? Esai chương 14 câu 12 tới 21. Hỡi sao Mai, con trai của Dạng Đông, sao ngươi từ trời rơi xuống? Hỡi kẻ đánh bại các nước, sao ngươi bị hạ xuống đất? Chính ngươi đã nói trong lòng rằng, ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội kiến Sa Tít về phương Bắc. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, làm cho ta giống đấng rất cao. Nhưng ngươi phải bị đem xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Những người thấy ngươi sẽ chăm chú nhìn ngươi và hỏi, có phải đây là kẻ đã từng làm rung chuyển địa cầu, làm cho các vương quốc đảo điên, làm cho thế giới trở thành hoang mạc, lật đổ các thành và không mở cửa ngục cho kẻ bị cầm tù chăng? Tất cả vua chúa các nước khi nằm xuống đều được an táng long trọng nơi lăng tẩm mình, nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mộ như một cành non ghê tởm, như áo của những người bị giết, bị đâm bằng gươm, bị xô xuống những tảng đá dưới hố, như một xác chết bị giày đạp dưới chân. Ngươi sẽ không được chôn với các vua trong lăng tẩm, vì ngươi đã tiêu diệt xứ sở và giết hại dân chúng. Dòng dõi kẻ làm ác sẽ mãi mãi không được nhắc đến. Vì tội lỗi của cha ông, hãy chuẩn bị một chỗ tàn sát con cháu của chúng, kẻo chúng nổi lên chiếm đất đai và lập thành trì khắp mặt đất. Sau khi xem xét, đối chiếu và so sánh câu Kinh Thánh Esai chương 14 câu 12 và câu Kinh Thánh trong sách Gióp 38.7 và sự khẳng định thừa nhận của Giê-xu mình chính là sao Mai trong Khải Huyền 22.16, qua đây chúng ta có thể nhận định rằng Giê-xu trước đây anh ta vốn là một thiên sứ trưởng, hay còn gọi là sao Mai, với nhiệm vụ quan sát trái đất. Nhưng trong quá trình quan sát trái đất, anh ta thấy loài người họ tôn thờ Thượng Đế, nên anh ta đã nảy sinh lòng tham muốn được ngang bằng với Thiên Chúa, nên anh ta sa xuống trái đất giả dạng mình là thiên sứ sáng láng, một Đức Chúa Trời quyền năng, mục đích chính là để loài người họ tôn thờ anh ta như họ đang tôn thờ Thiên Chúa. Còn nói về vua Babylon Nebuchadnezzar, tuy ông có gian ác nhưng ông kính sợ Đức Chúa Trời của người Israel, ông cũng không có ý định lên trời và cũng không từ trời xuống như Giê-xu, John 20.17. Vương quốc do ông cai trị cũng chỉ quanh khu vực Lưỡng Hà cho tới Ai Cập, chứ vương quốc của ông không trải ra khắp thế giới, như câu Kinh Thánh chương 14 câu 7 mô tả. Khi chết ông được các con chôn ông nơi quyền quý, chứ không phải một ngôi mộ vô chủ không rõ danh tính như ngôi mộ của Giê-xu. Đặc biệt trong câu 19, Chúa đã gọi Giê-xu là nhành non thúi, từ nhành non ở đây, ý nói về con cái Chúa tức là người Israel, chứ từ nhành non không được dùng cho dân ngoại, như người Babylon. Ý nghĩa từ nhành non thúi ở đây muốn nói rằng, Giê-xu trên danh nghĩa anh ta là một người Israel, nhưng anh ta luôn có tinh thần chống nghịch, đi ngược lại những luật lệ mà Chúa truyền dặn cho Moses. Không những vậy, anh ta còn liên kết với người Gerech tức là người Hy Lạp, và sau này anh ta lại tiếp tục tiếp tay cho người La Mã để phá đi ngôi đền của người Do Thái, với lời khuyến khích với tín đồ của mình rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Răng chương 2 câu 19. Như vậy, rõ ràng ở đây Giê-xu chính là kẻ chống nghịch, đi ngược lại ý nguyện của Chúa, cũng như những mong mỏi của người Israel, nên Giê-xu mới được Chúa gọi là nhành non thúi. Trước khi gần đất xa trời, Giê-xu cũng bị loãng lổ và bị đâm bằng gương giáo. Điều này ứng nghiệm với câu Kinh Thánh trong Esai 14.19 và Nahum 3.4. Như vậy, sau khi xem xét đối chiếu những câu Kinh Thánh trên và đối chiếu với những câu Kinh Thánh khác, thì chúng tôi thấy rằng Kinh Thánh Esai chương 14 không nói về Babylon.
ý nghĩa của Babylon về nghĩa bóng tức là ám chỉ về sự lộn xộn. Chúa dùng Babylon làm thí dụ để nói về vương quốc của Giê-xu, cũng chính là vương quốc của Babylon, bởi tuy hai mà một đều có ý nghĩa chung là lộn xộn. Như vậy, sau khi xem xét và đối chiếu lời tiên tri trong Kinh Thánh Ê-sai chương 14, chúng tôi đi đến kết luận và khẳng định chắc chắn với quý vị rằng Giê-xu ứng nghiệm với lời tiên tri trong Ê-sai 14. Chúa chỉ dùng Babylon làm thí dụ mà thôi. Qua đây ta có thể thấy Chúa luôn là đấng nhân từ và thành tín. Trước khi làm việc gì, Chúa cũng đều thông qua các nhà tiên tri để họ cảnh báo tới những ai còn cứng lòng, để họ biết mà thay đổi đường hướng. Những ai còn ở trong giáo hội thờ Giê-xu hãy mau ra khỏi, chớ dự phần cùng chúng, kẻo đến ngày Chúa thăm phạt số phận của họ, tất cả đều phải như nhau. Âm phủ đang ngân vang tiếng gọi và dang rộng vòng tay đón chờ ngày mà những kẻ còn cứng lòng sẽ phải đến để định tội chung với hắn.